Hello, xin chào các đồng chí và các anh chị em của Lợi Minh thân thương. Chúc các bạn một ngày mới được nhiều niềm vui. Hello Lâm, Lâm Phú Chiêu. Hello chị Lý. Hello, chào anh chị các bạn trong diễn đàn một lần nữa nha. Cuộc sống ở Việt Nam thích nhiệt, phải nói là rất là vui và nhộn nhịp. Lúc nào người ta cũng lo làm ăn mua bán, phải nói là làm ăn, biết làm ăn bây giờ cũng khá. Người ta chạy xe ô tô, xe hơi đồ cũng nhiều. Ở Việt Nam giờ đất nước đổi mới rồi, nhiều người nông dân bây giờ ta còn đi xe hơi, xe ô tô. Chỉ có mấy anh Việt Kiều bao que lẻ loi thôi. Mấy anh cứ lên mạng, mấy anh cứ chửi xuyên tạc quê hương đất nước. Người dân Việt Nam người ta sống cũng bình thường thôi, có chết người Tây nào đó. Đất nước đổi mới, phát triển, nhà nhà người người bon chen để đặng mà mưu sinh, để đặng mà phấn đấu. Cuộc sống nó rất là nhộn nhịp, chứ không phải giống như là những cái thành phần mà chống phá đất nước mà nó tiên triền, nó rất là xảo trá và kịch bợm. Bởi vì mấy cái thành phần bao que mà chống phá đất nước, tụi nó càng chống nó càng chết, nó càng rơi vào cái sự bế tắc, chống không thực tế, chống ra cái ôm vậy. Thấy là tụi nó chống ra cái ôm, anh chị em các bạn cứ nhìn thấy. Việt Nam tao có thua gì Mỹ đâu, các bạn thấy không? Đấy, thấy không? Lợi Minh cũng giống như mình kia rồi, cũng cuộc sống cũng vậy thôi, có gì đâu. Đất nước đổi mới rồi, phải không Giang? Phải không anh chị em các bạn? Rất là vui. Mà nói là mình mừng quê hương, mừng đất nước đổi mới. Việt Nam vậy là đường xá bây giờ ngon lành. Các bạn thấy đường xá không? Những cái quốc lộ này là những cái quốc lộ rất là ngon, đâu có đến nỗi mà tệ đâu. Hả? Không phải giống như một số người mà đi khóc mướn trong cái đám bao que. Mấy cái thành phần mà đi khóc bướm cho bao que lên trên này cứ ngồi đó khóc. Rồi những cái chuyện dân quan, dân hiếp nữa. Các bạn thấy nhà cửa, biệt thự đồ người ta xây lên. Cái đó là hồi năm ngoái về là chưa có cái biệt thự đó, bữa nay là xây lên hoành tráng rồi. Đây là chỉ là một cái thành phố, gọi là thành phố cấp 2 thôi đó. Thành phố thuộc loại cấp 2, các bạn thấy mà người ta đã có cái cuộc sống nó như vậy. Ngày xưa đó các bạn biết, anh chị em các bạn biết, ở đây là những vùng nông thôn. Ngày hồi cái thời mà tôi còn ở quê nhà Mỹ Tho đó, những vùng nơi đây là coi như là ruộng đồng bát ngát thì nhiêu luôn. Bây giờ là nhà rồi, bây giờ bê là không tìm ra những cái cách ruộng đồng nữa. Người ta làm ăn rồi, người ta những cái hạ tầng cơ sở là được vươn lên như thế này, được xây dựng lên như thế này. Các bạn thấy biết bao nhiêu những người mà gọi là ngày nào đó họ nghèo, nghèo khổ làm nông nghiệp rất là vất vả. Bây giờ chốc lát họ trở thành những người đại gia, những người làm ăn khá giả. Trở về với quê hương nó có nhiều sự đổi mới lắm, chứ nó không có giống như mấy cái tụi mà lên trên này chống phá đất nước, nó hoàn toàn đi ngược lại, đi ngược lại những cái quyền lợi của đất nước, quyền lợi của quốc gia. Bởi vì rất là đau lòng cho những cái sự tiên triền dối trá và bịp bợm của các thế lực thù địch. Phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, như phản đối một cách ngu muội thì nó làm cho mình trở thành một những cái kẻ mà bị người đời người ta khinh bỉ.
nó là như vậy. Đèn xanh đèn đỏ đâu mất tiêu rồi ta, tháo rồi sao ta. Wow, cái này xanh đèn đỏ chỗ này tháo hả ta, ghê hỉ. Nói chung thì những cái tay mà sử dụng tôn giáo trong mưu đồ chính trị cũng vậy, tìm cách để đăng mà xuyên tạc, ăn được ba cái đồng tiền thối nát của mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, kích động xúi dục quần chúng nhân dân để mà chống phá đất nước, thì những cái sự việc đó nó cũng chẳng đi đến đâu. Bởi vì các bạn thấy người Việt Nam bây giờ người ta sống càng lúc càng thực tế hơn, càng thực dụng hơn, càng hữu ích hơn, dân trí càng lúc càng cao, sự hiểu biết càng nhiều. Chứ người dân Việt Nam trong nước bây giờ người ta đi lên chứ người ta đâu có thi đục lùi đâu. Về dân trí cũng vậy, chứ đừng có ngồi đó mà so sánh nói bây giờ dân Việt Nam trong nước dân trí thấp này kia, vẫn chơi hoài, bớt giỡn đi. Mấy cái đám mà thành phần mà Việt Kiều mà gọi là chống cộng đội lên trên này xuyên tạc rồi, nói mà về cái dân trí mà ở Mỹ thôi, nhiều thằng ngớ ngáo đi ra, nhiều khi còn không hiểu những cái luật pháp về những cái mà mô hình xã hội bên Mỹ nó thay đổi, còn không hiểu. Chứ đừng có ngồi đó mà võ mỏ về Việt Nam, chê dân trí rồi dùng những cái gọi là thức ăn, đồ ăn đủ, có ai chơi lăn đùng có chết đâu. Trong khi đó Mỹ lăn đùng nó chết ầm ầm. Mỹ là cái thằng mà ung thư rồi, ngộ độc thực phẩm rồi cũng đứng đầu đấy. Nói vấn đề ngộ độc thực phẩm có nhiều người nghĩ là nói là tôi nói không đúng, không lỏng đúng, tại họ không hiểu. Mặc dù Mỹ nó có FDA về bên ngành thực phẩm, nó kiểm tra rất là rắc rau, nhưng mà khi mà thực phẩm bị lạm dụng thì người ta chết rất là nhiều. Chứ đâu phải là ăn thực phẩm ngộ độc là chết, chứ đâu có những cái thực phẩm nó bị ngộ độc nhưng mà người ta ăn, người ta uống thuốc bình thường thì họ cũng khỏe thôi. Nhưng mà Mỹ nó bỏ những cái hormone với lại những cái antibiotic vào trong cái thực phẩm để đặng nó bảo quản. Các bạn vào trong FDA, các bạn đi vào chợ, các bạn hỏi là các bạn mua thức ăn mà bên Mỹ, cho nên khi mà mua đồ ăn mình phải gọi là mua đồ organic, là đồ mà người ta trồng hay nuôi, không có bỏ thuốc vào trong đó. Những cái đường có loại đó tà tà bóng ngã về Tây. Đọc thơ gì kêu mát mẻ ha, đường xá nó cũng ngon lành nha. Ở chỗ tôi ở còn chưa có đường ở, đường chạy như vậy, đường đất còn nhảy cà tưng như xe ngựa. Mà Việt Nam chính phủ bỏ tiền ra xây, không xây giờ bắt đầu khóc, đi khóc mướn cho mấy cái đám bao que sổ lá. Thấy đau lòng không? Rất là đau lòng. Xe Việt Nam giờ rẻ rè, nói chung giờ bỏ ra vài trăm triệu là có chiếc xe chạy. Nếu mà mình không đèo bồng, bỏ ra những trăm triệu cũng có chiếc xe mà Toyota cũ gớt đời rồi, vài chục triệu cũng có. Mình không đèo bồng như người ta, mình sống như mua mấy chiếc Toyota cổ là hay Toyota mấy cái loại mà rớt đời nặng, rớt đời nhiều đó, vài chục triệu, trăm triệu là cũng có chạy được rồi. Còn những người ta đèo bồng thì người ta chạy xe đời mới, nhưng mà những chiếc chạy mà bình dân đồ giá bây giờ 300 triệu, 400 triệu thì thiếu gì. Thì so ra ở Mỹ một cái bình dân mà xe hơi cũ 3-4 ngàn, 4-5 ngàn, 2-3 ngàn thì cũng vậy thôi. Nói về đời sống gì chung luôn, các bạn thấy đây là những cái vùng ngoài của khu thành phố Mỹ Tho. Bây giờ mình chuẩn bị về Bảo Lộc, cho nên lấy xe bây giờ đi, bữa nay đi Bảo Lộc, khi nào lên tới Bảo Lộc mình sẽ quay cho các bạn xem trên đó còn đẹp nữa. Đây là Mỹ Tho thôi, này là vùng ngoài, phía ngoài của Mỹ Tho, vùng ven, nó không có nằm bên trong, cho nên những cái thành phố Mỹ Tho nói chung đời sống người ta lo làm ăn cho nó. Dân Mỹ Tho
ngày xưa những cái nơi này là coi như là ruộng đồng không, đồng ruộng mênh mông bát ngát. Bây giờ về tím kiếm mà ruộng đồng ở Mỹ Tho hơi bị khó luôn á, phải đi xuống Gò Công, phải đi xuống Chợ Gạo, đi xuống nữa nó ba ông văn văn nữa chứ còn còn ở trong cái Mỹ Tho bây giờ, khu vực Mỹ Tho giờ kiếm ruộng đồng hơi bị khó, đa số người ta lên vườn hết rồi, hoặc là họ trồng vườn làm rẫy, họ trồng rẫy để đặng mà họ làm rẫy á, làm rẫy bây giờ có ăn, còn làm lúa thì năm được 2-3 vụ, ngày xưa làm lúa được có 1 vụ, bây giờ lúa cũng được 3 vụ, họ trồng được những cái loại lúa ngắn ngày, làm ruộng bây giờ nó cũng khỏe hơn xưa nhiều, máy móc làm vườn bây giờ nó cũng vậy, bây giờ máy móc nhiều hơn, ngày xưa chưa có máy móc hiện đại, với lại người ta nhân công họ có, nhân công lao động có nhiều, bây giờ những cái nhân công lao động họ đi làm xí nghiệp nhiều, cho nên người ta làm ruộng làm vườn đây bên luôn. Tính Lâm à? Việt Nam giờ đâu có thua gì bên Mỹ đâu, tôi thấy đời sống để hồi tôi ra ngoài xa lộ freeway của Việt Nam à. Bên Mỹ gọi là freeway, bên này gọi là à, rồi à. Như ngoài cái freeway của Mỹ giờ cũng hiện đại lắm, ố lên lộn chưa, freeway của Việt Nam á giờ cũng ngon lắm, đường rồi cũng ngon lắm chứ đâu phải đâu. Cái giai đoạn đầu đổi mới á thì đường xá mình làm chưa có được chuẩn lắm, những cái giai đoạn sau này bắt đầu cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm của người làm đường á, cái kinh nghiệm và cái kỹ thuật của mình vững vàng hơn. Cái giai đoạn đầu thì đường xá làm nó bị trục trặc nhiều. Hỏi các bạn chứ một cái đất nước mà giống như mình chưa có nền, cái nền móng nó vững vàng thì cái giai đoạn mà đổi mới ban đầu nó có nhiều cái sai. Tôi thấy cái điều đó, tôi công nhận cái điều đó. Nhưng mà bây giờ thì người ta có kinh nghiệm hơn. Người ta có kinh nghiệm hơn thì làm nó chắc chắn mà nó tốt hơn. Xe này chạy ở thau xăng lắm nha, 100 cây có 6-7 lít, 100 cây ở Việt Nam á mà có 6-7 lít, đi xe này nó ngon hơn, nắng mưa nó khỏe hơn. Các bạn thấy người dân Việt Nam bây giờ người ta thay đổi cái cuộc sống rất là nhiều, chứ không phải như một số người mà lên trên này mà khóc la mấy thành phần mà chống phá đất nước. Cho nên tôi thấy các bạn trong nước mà các bạn tiếp tay với những thành phần mà chống phá đất nước là các bạn là những người gọi là, tôi không biết các bạn suy nghĩ như thế nào, các bạn đi làm những cái chuyện đó ăn của tụi nó được bao nhiêu, rồi cuộc đời của mình nó cũng đi vào bế tắc thôi.
mình sẽ không bao giờ có một cái tương lai. Cho nên cuộc sống mà ngày hôm nay mình phải vươn lên, mình phải biết đứng trên đôi chân của mình. Đất nước mình đã đổi mới rồi, mình đã có cái cơ hội, cho nên mình phải biết tận dụng cái cơ hội đó để làm ăn, để suy nghĩ, chứ đừng ngồi đó mà ù lì chờ mấy cái thằng ba que, mấy thằng chống cộng nó ngồi nó xuyên tạc rồi nó sẽ giật sập chế độ, rồi nó sẽ đem về cho các bạn những cái cuộc sống tốt hơn, thì các bạn chỉ có gọi là mơ tưởng thôi, mơ tưởng thôi. Biết bao nhiêu cái người đang nằm xuống và ngã xuống, xương máu đã đổ xuống biết bao nhiêu. Bây giờ mình phải quý trọng, phải trân trọng những con người họ đã hy sinh cho mình để mình có được ngày hôm nay. Các bạn đã sống, các bạn có được ngày hôm nay, các bạn có được rất là nhiều thứ. Tôi nói thiệt, hồi ở cái thời của tụi tôi rồi không có được như vậy đâu. Mà bây giờ mà các bạn còn đi ra chống phá đất nước, xuyên tạc, rồi tiếp tay với những cái đám mà ba que ô hợp, tôi thấy nhiều khi rất là buồn. Nhìn thấy một số các bạn trẻ tiếp tay cho những thành phần đó rất là đau lòng. Những thành phần chống phá đất nước, tụi nó là những thứ côn đồ. Tôi chỉ là đấu đá với tụi nó thôi, đó là chuyện bình thường. Mà tôi chỉ thấy đau lòng là khi cái giới trẻ, mà một số những người, ngay cả người lớn tuổi mà đi theo âm mưu của những cái thành phần chống phá đất nước, tôi thấy rất là đau lòng. Tôi nói không phải là đạo đức giả, nhưng khi tôi thấy những thành phần đó, tôi thấy nó nhói đau con tim của mình. Tại vì tôi không hiểu tại sao lại họ lại có những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ như vậy. Các bạn thấy không, người ta đi xin giấy xe, người ta mua xe này, để chỗ người ta đi làm bản số xe đấy, chứng tỏ là người ta mua xe khủng khiếp luôn. Cuộc sống của người ta tiến lên, các bạn mua xe hơi, xe ô tô, đậu dài là chờ để đặng mà lấy bản số đó đấy, toàn là chờ lấy bản số đó. Cái cuộc sống của người ta mưu sinh nó tiến lên không. Chỉ có những kẻ là ham ăn mà lười làm á. Thôi có gì hẹn gặp các bạn sau nha. Tôi phải lấy đồ ra xe để chuẩn bị đi. Có gì hẹn anh chị các bạn sau nha. Tôi rất là vui được trở về với quê hương, được nói lên những cái gì tôi chia sẻ cho các bạn, để các bạn thấy và mình có cái cuộc sống nó chung thật hơn. Chứ tôi không phải lên đây để được các bạn tung hô, được nổi tiếng, để được các bạn ca ngợi. Đây các bạn thấy không, người ta mua đó, người ta mua xe đó, người ta gắn vô bản số vô đấy không? Thấy không? Mấy chiếc Kia Morning đó các bạn biết, đi rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn. Có 6-7 lít xăng mà 100 cây mà đi gia đình 5 người. Bạn thấy không? Đời sống bây giờ nó đâu có như xưa nữa đâu. Đó, người ta mua bản số xong người ta gắn vô nó. Chiếc đó giờ ba trăm mấy triệu, như quá rẻ luôn. Chạy nó rất là kinh tế. Các bạn nhìn nó thấy không? Cuộc sống mà. Cho nên tôi lúc nào cũng khuyến khích các bạn phải biết bươn lên, đừng có ngồi đó. Ok thôi, hẹn gặp lại nha.